Cái gì? Rất đau. Cắn, mở cái sách nó cắn. Thì những tiếng như tự hào vì các ông nhỏ lớn ông binh ở binh nhỉ binh hà kể lắm mà ông bị ba binh đi Thái đó. Ừ, như đợt trước mà đi đi Nhật đó là bà Thiện nói nè nó à với hôm bữa trước bà có ẩm chứ bà có nói gì đâu mà cái ba cũng kêu à, ba bên là người dẫn đầu xuống là đi xem cái điện đó một kiểu rất là kiểu cái gì mà bà vậy bà là người đi đầu xu hướng nha đi biết đường trong nhà hay đâu biết tự nhiên nói đó hướng trời đi đầu xu hướng có nghĩa là ổng dọn như ổng người đầu tiên người hiếm chắc là người đầu tiên trong nhà chắc là ba nghĩ trong nhà hướng ba không đi ra đường ba không biết đó cái họ đi bắt đài mà nói chuyện ông Tôn nói chuyện với con nhẹ nhàng như điện ba ông Binh nói chuyện nhẹ nhàng lắm ba con ngọt lắm. Trong cái tái ông Binh á chúng ta bên đi thái đó như thế tiếng nó đi đâu đi công tác đi làm này nước ngoài quá bình thường bình ông về giờ mình thấy được lắm nè là nó về gần cái xe luôn rồi nó để ông nội ra dắt xe cho bà nội đó là ra dắt xe rồi vô ngay cho ba ông lái này đi xe yếu nhát mà
Nói con nuôi chạy với chá luôn à. Chị bé đâu mình có xíu xíu rồi mình đau quá chị, nhưng mình nãy nó lo cho bọn nó sợ con bé kia đau mà rốt cuộc nó không đau mình đau. Nhỏ thôi, một bình kem trắng, một bình kem bụng. Cái mã này là cái gì đó vậy chị?